Xin chào tất cả các bác ạ. Em vừa cập bến được hai đôi loa JBL, có mã model là ZRX125, dòng loa chuyên về hát karaoke cho phòng không gian lớn, bát đô 40 và chép kèm bên trên. Như các bác thấy này, hai đôi còn rất đẹp, rất mới. Em vừa mới khui trong thùng ra, còn cả nguyên thùng xốp cạch tông của loa đây anh em. Đó, thùng xốp này là có cái hình loa ha, hình loa đây, rồi có mã model là ZRX125. Đó, thì đây là công suất watt này, 500 đến 1000W cho một loa là một thân thùng ha. Đây mã model đây và nguyên trong thùng, còn đầy đủ cả thùng cạch tông. Đây sách hướng dẫn bên trong thùng ha. Đó, còn mới lắm anh em. Em về được hai cặp này hầu như là còn rất đẹp, rất mới. Đây là hàng mua bên siêu thị bên Nhật về ha. Này, chữ Nhật này. Rồi những cặp thùng loa bên ngoài là còn đẹp, hàng còn mới, còn nguyên tem đầy đủ luôn. ZX125 ha. Bên trong là bát đôi 40, đều là bát thật hết, chạy 2 bát và một loa chép bên trên đây. Đây là loa chép kèn ha, và bát 40 cấu hình là một bát từ 170 côn 63. Hai chiếc bát này đều cấu hình như nhau. Rồi phía bên hông này, tất cả các lớp nỉ đều đẹp, nguyên zin nguyên xịn luôn. Tay cầm có chữ ZX100. Và mặt sau đây. Mặt sau của hai loa ha, là ZX này 125, công suất là 1000W là maximum. Còn trung bình đầu vào là 300 đến 500W ha. Trở kháng là 4 ohm, được dùng bởi jack 6 ly hoặc là jack New Chit anh em ạ. Sản xuất tại bên CK USA Mexico ha. Đây, tất cả các loa đều đẹp như nhau, đều diên xịn như nhau hết. Này, mặt sau đây anh em, mặt sau đẹp cả ha. Những dòng loa này mình có thể mua về hát karaoke, chơi Tết đón xuân, đón Noel là trên cả tuyệt vời rồi. Karaoke rất là hay và phê trên cái dòng loa bát đôi này. Hiện tại có một chiếc tem nó bị rớt ra rồi, em sẽ dán lại cho. Bắt đầu em sẽ dán lại cho ha. Đây là ba chiếc này, còn chiếc này nó vừa bị rớt ra. Đó. Tay cầm đây, còn rất đẹp anh em này. ZX100. Em vừa mới tháo một chiếc e-căng ra, như các bác thấy này, còn dính nguyên bụi tay luôn. Này, bụi tay ha. Rồi phía bên trong đây là loa chép này, rồi phía dưới là hai loa bass thật ha, lô muối màu vàng. Màu nâu đất anh em ạ, nó muối màu nâu đất ha, cũng là bốn lỗ trong hơi nằm ở đây. Bên trên là hai lỗ và bên phía dưới này hai lỗ ha, bốn lỗ cho hai loa bát. Tiếng bát ra cũng rất là uy lực và tròn sâu anh em ạ. Hai đôi đẹp lắm, đẹp tất cả đẹp và hàng nguyên zin như nhau. Hát karaoke rất là phê trên cái dòng loa này. Đó, bát đô 40 từ 170 côn 63 ha. Như dòng loa này đẹp, hàng full thùng xốp luôn. Nó bên em đang bán giá là 20 triệu đồng cho một đôi ha. Giá là 20 triệu đồng cho một đôi anh em ạ. Đó, còn để đủ cả thùng xốp này, những cái thùng xốp của loa này em vừa mới để ra ha. Bốn thùng đều đẹp như nhau, đều là hàng còn nguyên tem, nguyên kiện như nhau luôn. Rồi cả những cái loa này nữa em vừa mới khui ra mà chưa kịp vệ sinh gì trơn anh em, mà nó còn đẹp như vậy rồi. Này, bốn cái tem ở mặt sau này đều như nhau ha. Đó, tất cả đều đẹp luôn, hàng còn zin và bao sống bao kêu cho anh em xài. Đây, chấp kèn và hai loa bát 40, giá là 20 triệu đồng cho một đôi, kèm cả cái thùng này luôn. Bác nào mua em sẽ đóng thùng cho. Em sẽ đóng cái thùng này vô, gửi nguyên kiện như vậy cho các bác ha. Này. Đó, thùng còn rất đẹp và rất mới, màu vàng giấy ha. Rồi bát đôi cũng vậy, hai bát này còn đẹp như nhau, tất cả đều đẹp như nhau ha, đều là zin xịn như nhau luôn. Và anh em nào mà muốn quan tâm đến cái ruột gan bên trong nó, có thể lên Zalo em sẽ gửi hình ruột gan bên trong qua Zalo ha, cho anh em xem. Chấp kèn là còn dính bộ tay này. Đó, đây có chữ JBL nằm đây, và cả loa bát cũng vậy, loa bát và loa chấp kèn ha, đều là hàng bao sống bao zin hết rồi. Và giá là 20 triệu đồng cho một đôi. Các bác quan tâm liên hệ cho em qua số điện thoại 0966812781, em ship Hà toàn quốc ạ. Còn phía bên đây em sẽ lên clip sau ha, những con loa Bose 802 này và JBL 112 em sẽ lên clip sau anh em ạ. Hiện tại hàng em cũng đang về đa rai rồi, cũng rất là nhiều nên em sẽ lên clip này trước ha. Rồi, và các bác xem video cho em xin một like và một nút đăng ký để ủng hộ kênh em ha. Em xin cảm ơn rất nhiều ạ.